Vì mình chơi này là phiên bản mở rộng nha các bạn, nên mình sẽ không chơi lá Ambassador, mình thay lá Ambassador bằng lá Inquisitor. Ok. Lá Inquisitor thì có quyền đổi lá của mình, một lá của mình thôi vô trong trận bài chung để mà lấy ra một lá khác. Thì nó thay cái quyền của Ambassador. Ambassador thì có quyền đổi nhiều hơn một lá là đổi cả hai lá. Ngoài ra thì Inquisitor có quyền coi lá bài của một người chơi khác, hoặc là có quyền bắt một người chơi khác bỏ đi một lá bài. Đổi lại một lá bài. Ok, mỗi người sẽ được hai lá bài nha. Sau đó mình sẽ chia đội nha các bạn. Thì mình sẽ phân chia có ai đi trước nè. Tán đèn trước đi ha. 1, 2, 3. Đi trước. Vậy thì Đức sẽ có quyền chọn một trong một lá, chọn một một lá, chọn đội. Để có xanh hay màu đỏ. Xanh. Thích màu xanh. Vậy thì màu đỏ, màu xanh. Về team của ta xem có gì nè. Ông chung team với đẹp là yên tâm rồi. Bây giờ Đức sẽ là người đi trước. Ok. Đức lấy ba xu. Ba xu vì là Đức. Dạ em là captain nè. Block cái lọt em nhập tiêu của anh hai xu. Anh lock em bằng caption. Em challenge anh. Xô chưa? Không xu. Thì nó không xu nó tin. Dạ anh hỏi em trả lời thôi. Nói cho mấy anh em. Giỏi quá. Người không xu. Xin lỗi các bạn. Tiêm phòng luôn. Ok, được coi á. Em là captain, em steal của anh Đạt 2 coin. Hai xu. Block là captain. Cấp tầng mà, cướp gì? Cướp gì? Mới vô em, cướp bên nè. Cùng team mà. Cướp đi. Sao cướp? Ngộ. Thôi, mình sống hiền hòa. Trời thôi, không chưa? Ở hiền. Ở hiền gặp lành em. Ồ, ok vậy thôi hả? Em đút đỏ nha, tìm đỏ nha. Em đút nha mọi người, em lấy ba xu mọi người. Em đút gì? Bánh đút gì? Em ăn bánh đút. Anh cũng là đút. Và anh là sổ nữa rồi. Thích challenge. Mình ăn lương thôi nha bạn. Ăn lương thôi nha các bạn. Lấy một xu nha. Lấy một xu, một xu. Mình lấy ba xu vì mình là đúc. Ok. Đúc rồi đó. Đúng rồi. Thì ông ấy cũng lên đúc nãy giờ rồi mà. Đâu ai nói gì đâu. Ok, em lại con màu vàng nha. Con màu vàng á hả? Làm gì? Em muốn coi bài anh á, anh muốn trả lời. Coi con nào? Khoan, xí. Nguy hiểm quá ta. Không, có khả năng tại nãy đâu ai claim đâu. Có mình ăn claim thôi. Thì nãy em muốn chơi hiền hòa, anh không chơi em hiền thì em phải chơi dữ thôi. Em phải hoa lên. Ừ, em muốn chơi trong hòa bình, nhưng mà anh không chơi em hòa bình thì em phải. Dạ, tại vì sao? Thì mình xem thôi, gì đâu, giờ nãy giờ anh nói đúng thì em xem thôi, nói gì đâu. Không, okay. Bắt buộc phải cho xem mà, đâu có quyền chọn đâu. Nhưng mà mình chơi lần hay không là đúng do rồi, đúng rồi. Có quyền chơi lần nữa anh. Ai mày tìm tao thì anh chơi lần đi. Thôi, ok, xem đi, rồi xem con nào. Giờ mình đi chọn đúng không? Em chọn một con nào đi. Mình em coi nha. Yeah, để em cho team em coi. Mà mình có được nói không? Em có quyền nói. Em có quyền nói hả? Captain thiệt. Đúng rồi. Captain thiệt. Ok. Đã hết rồi. Coi. Ok, em captain cũng steal 2 coin. Ok. Cho. Mình phải ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ok, em assassin nha. Em đi giết cái người mạnh nhiều tiền bên kia kìa. Anh Đúc ơi. Em giết anh á? Đúng rồi. Chào anh kìa. Chào lần nào? Block bằng caption. Không được. Không đúng. Chào bằng caster đâu. Bằng caster. Ông này ổng luôn. Quên. Nhưng mà nhà tới rồi chứ sao? Quên nè. Quên nè. Block assassination. Rồi ok. Rồi em chết rồi. Rồi chết không? Chọn lá nào? Chọn giết con nào? Giết con lá nào? Lá còn lại á trường. Đúng rồi. Không lá không phải lá captain á. Lá không phải lá captain á. Nè phải không? Đâu có quyền. Đưa hình tự chọn. Thì đó, chọn lá đó. Ừ. Rồi, đó. Chắc chưa? Chắc rồi. Inquisitor, một con Inquisitor. Nó đau. Lá cấp tầng cảnh chỉ giết đúng không? Rồi, hỏi vô nè. Giết ra đúng không? Còn ai đang giữ con này? Anh tiếp tục làm đút nha, lấy ba xuống nha. Mọi người. Anh cứ lấy đi. Ok, cảm ơn. Bọc sau không giết á, làm giết đi. Giết người khác đổi thôi, thích thì lật mặt đi, về đổi mình nha. Ê, bảy xuống mình giết rồi không? Được. Hãy về đội màu xanh. Tới đại trà. Ghê. Chúng ta là Faction Reformist. Okay. Giết. Giết bất ngờ. Thôi, cho cân bằng. À, không hỏi với mình. Đứng ra mình chụp tim luôn á. Giết em. Em challenge anh. Challenge phải không? Ông này không phải nè, giết ông đi.
thôi xong rồi. Anh làm đi. Xong rồi đừng nói. Giết assassin đồ. Chết. Rồi. Đã chưa? Tức là mình có 7 sư thì mình có quyền giết ai và người đó cũng có thể lock lại được. Đúng không? Rồi. Ok. Vậy là team mình mạnh ghê đúng không anh Vinh? Giết đẹp rồi. Giết. Đây là chance rồi. Giết trường. Giết trường. Lẽ là giết đẹp. Hai. Tại mọi người có chuyện lật mặt quá đội màu xanh. Ừ. Có đội màu xanh là xếp an toàn rồi. Trời, xin lỗi. Vậy vậy? Giết trường á. Lấy nào? Mà em bỏ xuống đi. Rồi tay bên tay phải của em á. Rồi. Bùm. Rồi. Chúng tôi đúc nãy giờ. Tiền đúc. Cái mất một người income. Rồi lấy lượt Minh á. Rồi em là captain nha, em steal 2 xu của anh Vinh. Steal 2 xu của anh đó hả? 2 xu thôi. 2 con thôi. Anh block bằng Inquisitor. Chả lẽ có ta. Anh chơi, anh chơi. 1 lá, 2 lá. Inquisitor có 2 lá. 5 lá. Có 2 lá. Mỗi con có 4 lá. À 4 lá hả? Trả lời anh. Trả lời anh. Em trả lời anh đó. Một là nó mất, 2 là nó thắng thôi. Còn anh mất 1 thôi. Inquisitor. Bắt rồi. Mình nói thiệt nhiều lắm mà mình lại không tin. Bắt rồi. Không có đủ chọn hả? À em chọn hả? Sao hồi em bỏ chọn một cách nha. Bỏ cách tận thôi. Lúc mà giết thì bị người ta chọn. Ui, mình lại con mới nhé. Ok, tới lượt em thì nhân dịp anh Vinh mới bỏ anh Captain, em steal 2 đòn của anh. Rồi, còn Captain nữa luôn. Đâu, mình mới cầm đó là đồng ý mà ai block được block rồi. Ai block được rồi. Đội đội bạn mới được block rồi. Captain. Đó, ba cái màu đỏ. Block ai block được đúng không? Block được. Ai block được đúng không? Đúng đúng. Chỉ cái người chơi thôi đúng không? Ok. Ai cũng có quyền challenge cho người đó để được block thôi. Hồi nãy giờ nó claim lại gì nhờ? Đất hả? Nó đem lại giờ nó. À nó claim Captain luôn. Đầu game giờ nó sạc không anh? Giết nó đi. Mình hy sinh để team mình đi lên đó mẹ. Hy sinh đi lên. Điểm xanh đang dẫn đầu ha. Không, không có tiền để lật đội luôn. Thấy số phận đen. Số phận đen. Mình là loyalist. Mình không có lật mặt đâu mẹ. Bên này cũng nghèo lắm rồi nè. Thôi em đi lấy foreign aid nha. Em lấy 2 đồng nha. Có ai block nha. Có ai block không? Có ai có đúp không? Nhóm mày đổ đúc nữa, hết đúc trên đây. Ý là màu xanh của mình á, màu xanh coi có đúc không? Ủa anh bị báo rồi còn gì đâu. Em block. Thử, thử. Một là không tin. Captain không block rồi đâu nha, Captain không block rồi đó. Anh không tin, anh sẽ là em đúng không? Đúng rồi. Ok. Đúng. Má ơi. Tới lượt. Team tôi đây, team tôi đâu rồi. Team này, team này xong luôn rồi. Ghê quá, ghê quá. Quay, quay. Anh Vinh tới Vinh giết người à? Vinh giết người à? Vinh đây, em còn có một đội em. Chết ngắt rồi. Còn con cái nữa hả? Chưa. Chết ngắt. Lẽ gì đi trường? Chết mẹ rồi. À, chị chưa. Chị cứ làm quý thôi là được chết. Anh mới 7 xu chưa? 7 xu rồi. Thôi, mình bốc thêm 2 xu đi. Tại anh chung team đó nha. Chưa chết. Ừ thì hai mà chung team mà. Chung team mà. Wow. Đâu quyền làm gì nhau đâu. Thì mình giàu mạnh quá. Mình chung team mà. Mà tính nào thôi thì màu đỏ đi. Mọi người quên chứ. Mọi người đừng có quên cái lợi ích của con này nha. Cứ dùng để mà nhảy đội đi. Đâu. Ai cũng quyền nhảy đội mà. Ai bỏ tiền lên nhảy đội được rồi mà. Nhưng mà đâu quan trọng đâu, có ai có tiền đâu mà. Anh có tiền mà có đâu anh đổi. Anh xu. Đổ rồi, đổ là mà. Gì? Đổi đổi á. Đổi là cái đổi đang fail. Rồi. Sao vậy? Đó, mình bỏ 2 xu rồi, siêu mộ. Chiều mộ em về. Vậy chứ có đổi đó là. Chiều mộ, siêu mộ em về. Steel của anh Vinh nha. Mình là Captain. Steel hả? Anh Vinh là Captain mà đúng không? Steel á. Rồi cho Steel đó. Bán xong bán mang 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 đi. À, đây anh muốn đổi đội không? Anh muốn đổi đội. Anh siêu 2 xu của em. Đây anh đổi. Không, siêu là lấy. Anh giữ của anh á. Ờ, quên sorry. Ờ, anh là Captain đó. Má tiền, đem nó bay lên đó. Cái này tối này. Ai hiểu, đụng vô đội xanh là. Ủa em siêu, em là Captain mà. Em có quyền block, siêu liên mà sao không block? Chưa nói. Qua rồi, thôi. Chưa nói. Thôi block luôn đó, rồi đưa đây. Gì? Còn muốn challenge không? Challenge man. Xin lỗi đội xanh. Rồi hai đội hai. Các tên mà vừa mới xem qua mà lại không có Sterling nữa sao? Chứ mà nãy giờ đi qua rồi chơi gì là
Thì Captain là block vừa block được steal và vừa steal luôn. Đúng rồi. Nó vừa là test mà nó vừa là không phải là test. Đúng rồi, okay. Đúng rồi, là những người anh em thiện lành ha. Rồi tới ai ta? Tới anh Minh. Mình làm gì vậy ta? Không có tiền, không có gì đâu. Chết rồi. Giờ sao nè? Giờ lên gốc tự do rồi. Đang nghĩ rồi, bây giờ coi bài cũng... Đố làm cái gì đâu. Force. Bốn lẻ. Force xong này đổi bài. Force. Force coi bài. À, Force đổi bài. Không, đổi mình cũng mới đổi bài rồi. Bây giờ kiểu đổi cũng vậy. Cũng vậy. Mình tự đổi được không? Inquisitor đổi được mà. Đổi một lá. Bọc hai xu. Đó. Em có đâu à, chưa bỏ ra hả? Nãy cho lần rồi mà. Hồi nãy cho lần đổi bài rồi. Ờ đúng rồi. Em boss nè. Cho là luôn. Nữa. Sao chưa? Nghe tiếng giọng nó rất là confident rồi thì đừng có ba là màu xanh, còn gần màu đỏ thôi thì việc nè. Hai số nè. Đổi đội. Đổi đội. Chưa chắc chưa kịp đổi đội chứ. Tên mình thôi á, mình bận xù à, mình giết em Captain, em steal của anh 2 đồng. Để khỏi đổi. Khỏi đổi. Lock. Anh lock bằng con gì? Captain. Lock bằng con gì? Captain. Nãy anh bỏ anh đổi vào rồi em challenge anh luôn. Bùm. Rồi team mình thắng rồi. Chơi gì giết nhau nữa. Giết nhau nữa. Last man standing mà. Bên trên 2 đồng là em steal. Vậy chết rồi. Kèo quá. Các bạn nào. Ok. Gánh còng lưng. Người bên đúng không? Gánh tim, mình gánh tim. Người bên đúng không? Bạn này còn mấy lá? Em hết rồi, xong rồi. Chết rồi hả? Chết rồi. Rồi, còn 2 người. Còn anh với lại... Còn em với anh thôi. Ok, em bắn em 7 xu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 xu. Anh chơi game này dưới 2 xăm. Bum. Lúc đầu là đồng rồi. 1 thôi. Được. Quisitor. Đau quá. Thôi em trả 7 đồng, em giết anh luôn. Đau quá. Ok, yeah. Đông. Rồi, lock. Anh lock assassin rồi đó. Ok, anh lấy 2 xu nè. Lock vậy hả? Lock đi, block ơi. Đút đâu, block đi. Chắc không có đâu, không có đâu. Không mà đút. Chưa kịp nữa đổi được. Ok, em lấy 2 xu. Lấy 2 xu hả? Anh assassin nè. Đông. Ok, em challenge anh, kiểu gì cũng chết. Đúng rồi. Challenge. Chào quá. Cứ game. Ít ra là game xanh mình vẫn thắng. Ồ, vẫn là last mission đi. Mày đâu có tìm gì ở đây. Round 2. Sau đó mình sẽ mỗi người được 2 lá. Ok. Chào mình bạn mạnh nè. Chào mình Inquisitor với lại... Đúc. Xì đa. Chán quá. Xì đa liền tốn. Quá chán luôn kìa. Cạn lời, ai chia bài mà cạn lời. Ok, sau đó mình sẽ phân chia coi ai đi trước nè. Đến đây nè. 1, 2, 3. Rồi, mấy 1, 2, 3. Rồi, đi chưa? Yeah. Đúng nha. Ok, từ Màu đỏ rồi xem. Màu xanh đi anh ơi. Xanh hả? Màu xanh hy vọng. Mình lại xanh. Chung team. Đi ngồi đây chung team thôi. Đi ngồi đây chung team thôi. Giờ đỏ hay xanh vẫn là chung team. Chung team thôi. Chung team đâu liên quan gì đâu. Chung team là chung team. Hai xu nè và đổi team đi. Đúng rồi, đổi team đi. Có 3 lá nè. Lên luôn. Đúc nha, 3 lá. Được hả? Mình là đúc nha, lấy 3 xu nha. Ủa là em đi trước không? Đây anh á. Lock. Anh đúc. Gì hả? Anh trả lệnh thôi. Trả lệnh thôi, đúc đó được. Ủa nhưng mà... Đúc thì không xuống thì may luôn vậy ta. Chỉ là chừng nào lấy cái foreign ấy là lấy 2 xu mới block được. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Em lấy bao nhiêu xu? Em lấy 3 xu là em là đút. Ai sao đây? Đút lên 3 xu không block được, xu đó chỉ có trả lời thôi. Đang chưa tới giờ anh. Rồi anh là đút, em lấy 3 xu đi. Em nói em là đút không? Anh là đút thì anh là đút lấy 3 xu đi. Anh lấy 1 xu thôi. Là sao? Ông quỷ. Ông xạo á. Anh thích. Ông xạo rồi. Rồi em đớt nha, em lấy 3 xu. Lấy 3 xu. Ok. Ok, Captain okay. Steel. Block Steel bằng Inquisitor. Wow. Ghê vậy, mới vô ghê vậy. Chơi, mình không phải chạy lại tiền người ta. Nhung liền. Bây giờ còn lại bằng chưa? Chơi. Ok, sorry. Nhưng mà mục tiên anh ấy cho em xin 2 xu. Em là Captain.
Captain Steel 2 Su. Em chỉ anh Đức. Chỉ ở đây có ông Đức thôi. Thì anh có phải Captain không kìa? Một là Crusader, hai là Captain mới block được Captain Steel. Anh block. Hoặc là Đúc. Đa lần không? Đúc, Đúc đã không block được. Đúc block là chỉ lấy 3 đa, 3 su, Đúc không có cái chức năng gì. Nhưng mà nó steal anh 2 su. Đúng rồi. Đúc là chỉ block trong cái thùng này thôi. Là khi nào có người trong này lấy hai xu đó thì anh có người trong đây thôi, trong nhà bạn thôi. Cái bị lộn như caption nhưng lúc không á thì anh đưa anh hai xu đi, anh challenge là gì, hay là challenge thôi, được challenge em không có đâu, anh đưa hai xu em đi, em phải cắt tần đâu, đưa em đi thôi. Rồi ok, cho nó lấy đi, tại vì mình phải giữ quân mình chứ. Vậy thì đang tìm được, trời anh dễ tìm người quá, được bao nhiêu không nên mất lá bài trong dây đại xu à, tại vì Vinh là đúc. Phải không? Thì không thích thì cứ trao lệnh ra, không có cản nó. Rồi, cản nó. Lấy thôi. Đúng không? Lưu ra Đạt á. Lấy bà thêm đút nha. Nè, trả lệnh nha. Đạt là đút nè, là Inquisitor nè. Rồi rồi. Thật lắm. Bởi vì hai con đó thôi đó. Đấy, mà ố luôn. Đang không? Anh lấy bà xung nha, thì anh là đút. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì anh làm? Mọi người tới cướp xung anh vậy? Em trao lệnh. Challenge ông Đức, ông Đức không, gì đó. Không challenge. Sao vậy? Không challenge. Em bị lộn nhưng em challenge. Tại ông Sơn Đúc nên mất công hơn. Em rút lời. Rồi đây em lỡ miệng. Em lấy 3 xu. Đây em không quyền chơi với mình lỡ. Em lỡ miệng. Em lấy 3 xu. Ok. Em steal 2 xu của mình. Là sao? Để nó ra challenge quá. Em captain. Một là block captain. Một là anh cho em. Hai là block. Hai là block. Anh block còn con gì? Không, không block đâu. Bây giờ anh challenge em. Vô, đặt lên cho coi cách tầng. Khoảng sao? Quanh ơi! Quanh ơi! Quanh ơi! Quanh ơi! Lấy lá đây, lấy lá đây. Tin mong manh thế. À đâu, mình cho chọn luôn á. Rồi. Rồi. Không, em nói cho hai xu, không có hai xu. Có hai xu nữa, để hai xu. Không có quyền lực chắc, đúng không? Mấy cái tầng đúng không? Dạ, đi đi. Cái con này là... Cho xin hai xu. Chạy lại lại liền. Block liền, tại cách tình á. Mấy cách tình rồi. Mấy cách tình rồi. Trời nào. Xong rồi chưa? Xong chưa? Xong rồi. Anh cướp bên của Minh hai súng. Tại Minh nãy bị cướp mà. Giờ anh cướp được tiếp chứ. Nên càng ngày phải càng nhiều hơn. Đúng rồi, càng nhiều. Cướp không? Cho anh luôn á, nè. Đó. Ok. Không giờ cướp được có chuyện á. Cướp được mới cướp được. Cướp lại. Giết anh đi. Mình, ok, bây giờ anh giết anh đúng không? Tới vòng em giết anh là anh chết rồi. Đúng rồi. Ơ, đúng rồi. Ơ, đúng rồi. Ơ, đúng rồi. Làm gì đi, người ta thắng chi vậy? Thì tao bị trúng thêm. Thì lại nữa tên. Bây giờ đồng đỏ lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Giết ra rồi. Thôi, nói gì chứ, ai chứ vậy? À, chơi. Mình là chơi vậy. Đúng rồi, cho đó là... Chứ ấy mà, cứ lấy cho đủ hơn 10 á tính. Thì đúng không? Tiền đeo cho đội nhau mình không nghe nhau được không? Đúng rồi. Để có thể bỏ một xu em về đội anh. Mình làm cái gì? Là chuyện gì? Giết đội đồ là em mới trường. Nhưng nếu mình đều cùng nhiều tiền hết mà cùng một đội thì có lợi hơn. Là đội giết tiền mà cuối cùng hai người giết nhau à. Mà đen lắm quá. Là đội là tới lượt em giết anh đó. Ok, bây giờ hai người nhiều tiền có nghĩa là cuối game anh sẽ giết anh khó hơn. Đúng rồi. Giết những người bạn trước là phải loại nhiều người là đá đúng không? Mình tới giết ông đi. Bây giờ hai đứa mình giết nhau sớm quá mấy anh kia nó hưởng lợi không? Dạ. Nhưng mà lúc đấy anh mặc đúng không? Anh sẽ có cơ hội nhiều hơn. Đúng rồi. Thôi đừng nghe trường. Bây giờ anh có em với trường là hợp tác giết Vinh nè. Ừ. Ông đúng mặt luôn. Giết người mày không? Thông không? Anh lấy có 2 xu rồi. Xong rồi thấy nữa giết này đúng không? Không rồi. Nhưng mà lúc đó anh vẫn mặc đúng không? Giết lại được anh vẫn mặc. Giết đi. Mình giết làm bỏ xong không? Đúng rồi. Mình giết đi. Dính với ai? Dính với ai? Dính mình đi. Để ông ra. Ok. Chọn lá đi. Inquisitor. Hay quá. Hay quá. Quá tiêu luôn anh. Hay quá. Còn bơm phát sợ anh. Anh muốn đổi team không? Anh đổi team này, team xanh đang mạnh lắm á. Còn cho anh coi lá. Coi lá của trường. Bởi con Inquisitor. Ok, anh muốn lấy nào? Lá bên tay trái của em á. Ồ là... Đây. Coi thôi. Coi thôi mà, làm gì căng. Có quyền nói mà. Đúng rồi, nó thật nãy giờ Capson mà. Caption luôn đó anh em. Nãy giờ nói thật mà, đâu nó sẽ Caption luôn hả? Caption. Dạ, thì lập luôn chân, mọi người thấy luôn chân rồi.
Ok, bye tới bye. Anh Minh chị. Tới nha. Ờ, một bữa là đất nha, mấy bạn. Ghê quá ta. Ok, em là đất, anh lấy 3 tệ. Ok, được. Bắt rồi. Em là Captain, em phải cướp của anh Vân để anh không giết em. Cướp đi. Captain á, lót. Mặc cái Crusader rồi á. Anh xui Captain á. Lót bằng Captain á. Cũng đúng. Thôi. Lót bằng Captain luôn. Chết mẹ rồi. Người ta không lót bằng Crusader thì người ta lót bằng Captain chứ. Đủ thế rồi, cách gì đẹp lót. Thì cướp của Minh nè, tưởng bỏ cái tay ra. Dạ. Cướp, quên. Cướp của Minh 2 xu nha, đồng đội. Chơi là năm. Không, ông á, thật á, đừng. Thật hả? Thật á, đừng. Sao biết? Chắc chắn. Thấy rồi. Không phải. Giờ chơi là hay không? Không, em nghe là đồng đội em. Ok, ngoan. Hai em ra. Mình tiên người ngoài cạnh đối thủ. Đang, cái con này là mình có quyền chặn cướp chặn với lại thấy không? Đi đây nè. Được chưa? Bên đuốc luôn. Không chưa? Rồi xong rồi, lấy bắn xong rồi. Là đuốc nha. Bây giờ tôi lấy 3 xung, mình lấy xung. Ai giết mình chứ, mình còn có 1 lá. Mấy anh xem mình mạnh quá anh em. Cuối cùng cũng giết nhau. Phải 3 lần xem mọi người ơi, 3 lần nhau đi. Lấy 3 xung. Dạ, lấy 3 xu nè. Rồi lấy tiền giết thôi. Ok, em là đốt tiếp, em lấy 3 xu. Oh man, lấy nhiều nhiều. Hết tiền luôn rồi. Hết tiền rồi em làm gì, em bị cướp hỏi sẵn gì. Bỏ mấy xu đi vô. Xu nào? Không sao, không sao. Cướp mình nhỉ. Thôi em xin của anh đốt không cướp. Block. Bằng gì? Con này, King Whistler. Chơi làm đi. Make sense. Chơi giờ mọi người chơi cẩn thận nhất. Không có lừa như anh chưa nghe trước là Challenge chết hết. Không phải chơi máu đây. Chơi máu lên cho nó sôi động. Man là kiểu á. Máu lên. Chơi ta đây. 7 xu nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giết đạt. Trời đất. Thôi lại. Thì tất nhiên rồi, em còn 2 lá mà anh còn 1 lá. Đau quá, Inquisitor. Cay quá. Đau quá. Rồi. Mặt quá. Đây phải không? Tới đây chưa? Đạt coi chừng thôi, đổi đội đi. Chứ không tới bên kia nó đụng mặt. Đừng có đổi. Đánh ra một phát là sao mặt. Tới em này em giết người được rồi nè. Tới em này em giết người được rồi á. Là xong bên đây đó. Đổi đi, thì bên kia nó sẽ bắt buộc phải bắn Minh. Nó bắn em được nữa. Hãy về chim đỏ. Anh qua chim đỏ lát nữa anh là 4 người đấu nhau á. Đấu hơi đông á. Bây giờ phải giết yếu bớt đây rồi lúc đó mình mới chuyển sang. Đúng rồi. Quá căng thẳng các bạn. Căng thẳng. Lấy đâu. Căng thẳng lấy đâu. Như cũng nhiều tiền. Kỳ này chúng tôi chơi thật sự là cẩn trọng hơn lúc trước. Mọi người phải lật mặt đây chứ. Cái game này nó chia đội ra để lật mặt mà. Không ai lật. Lấy cái mặt tim thịnh thịnh nha. Bỏ tim vô. Mấy cái effect tim. Thôi lật mặt đi. Ở trong. Đâu, bỏ một xu thôi. Không sao. Một xu rồi bỏ đi đây. Rồi, xem sao đâu. Welcome. Red team lại đó sao? Welcome to the red team. Xíu lật lại. Ai kìa, đúng rồi. Xíu đủ tiền để lật lại thôi. Mình đủ tiền giết hết xong lật lại. Coi bài. Em nhân của team mà. Oh, sorry. Coi bài của bạn này. Trừ bên tay phải của em. Đây. Mình vẫn về đổi nhau nhưng mà mình lật bên kia để mình né chết thôi. Đúng rồi. Ok. Man. Các bạn biết rồi đó. Con mạnh nhất. Cha. Yeah. Ok. À, hèn chi. Còn thiếu hai cái. Em đang suy nghĩ là có nên xử tử anh không? Tại vì anh phản bội. Trời ơi Minh. Nhưng giờ nó đổi. Nhưng mà nếu vậy lại là 3 đấu 2 mà. Không sao. Ít ra hơn 4 đấu 2 chắc chắn. Cứ sợ ổng nên chịu chắc chắn. Sửa lại. Này đấu cho team thì để không target nhau thôi. Thì cuối game ai vẫn là last man standing, vẫn người thắng mà. Giết ổng anh. Chứ đâu phải là đi thiếp nghe không chứ vậy. Em không quan trọng thắng thua. Bây giờ giết em quan trọng giết anh. Em phải giết những người phản bội. Phải đâu lấy cái mạng phải. Mình thì trốn rồi mà mình cũng bị phản bội ta. Đó là cái giá cho kẻ phản bội. Tao giết ông đạt hả? Ừ, giết đạt rồi, chết chắc rồi. Xong. Ủa, cứ mình trước kìa. Hai con mạnh nhất luôn rồi. Ok, đây là tôi á. Tôi em trả 7 đồng. Giết anh Trường. Wow, đúng rồi. Quay
hơi bị có hơi xương mai rủi mà. Bùm. Được. Chán được. Sao? Ok, tiếp tục hết đúng không? Tới em chứ. Bỏ được rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, em bỏ 2 đồng nha. Anh Đúc qua tìm em. Hay quá. Nice. À, em sẽ làm là vừa nãy vừa như vậy. Em mới đưa 2 đồng để cho bán nhanh 3 đồng đúng không? Rồi. Anh còn có một lá ở chắc mọi không giết anh đâu. Cho với anh làm gì? Ai cũng cũng còn lá à, đúng đâu, 2 lá nè, giết người 2 lá nhé. Anh vô đây nha, anh phải là đút nè, lấy 3 xu. Makes sense. Chết ngắt. Đẹp chết rồi. Đẹp rồi. Bị tẩy chay, bị đồng đội, bị tẩy chay. Giết người 2 lá đi. Và cần bắn con lá của em không? Giết tôi à, cho bắn con lá nào? À, bên tay phải của em. Còn giết đi, còn bài không biết. Trời, giết không biết rồi. Con gì đó, tên gì? Bethesda. Đúng rồi, Bethesda, lấy thông minh kìa. Còn lại thì dùng quên lại. Còn có xu à? Còn có xu à, nghe xu nó. Bóc thôi chứ. Bóc thôi. Bóc gì vậy? Bà bóc đất. Đúng hả? Đúng. Đất. Đúng cái sao đất. Đất là con dịch rồi. Man. Ok, em trả 1 đồng, em đổi team. Em đổi team hả? Phải rồi. Xem luôn. Nhớ cái kẻ phản bội. Wow. Okay. Em vẫn đổi team cũng là đánh nhau. Em đổi team là coi như là mắc phó đó. Ok, em làm cái gì nhờ? Giờ chị cũng giết ổng thôi, còn lại gì nữa. Một bút lá hay là lấy công hay là giết thôi. Chị anh còn có một lá hả? Giết ổng có lợi. Lấy thêm giới hạn mặt ra trước. Giới mấy nhiêu xoài không ai đụng em được hết. Anh đổi lá này đi. Anh phải đổi đi hả? Nghĩa là em đang nói em là Inquisitor đúng không? Ủa nãy mọi người quy định là xu nhiều 10 xu. 10 xu thì bắt buộc phải giết 10 và 7 xu. Đúng rồi. Còn bây giờ mình có thể. Xong sao mình cũng còn thu nhập mà. Rồi vừa lại gì hết mình. Gai nước anh đúng không? Anh trả 2 xu nha. Đút, giờ đổi anh đi. Ồ, 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 bước đi khá là phong anh. Giết liền mọi người kia liền. Giết mọi người thôi. Người hai, người hai lẻ rồi. Khôi hai lẻ, giết thôi, giết đi. Ừ, giết em đi cho nó cân bằng. 7 xu. 7 xu luôn. Vậy lại. Vô. Đúng rồi. Bên tay phải á. Ok. Còn nãy anh lập của em. Còn nãy không? Đứng lên, Contesta. Rồi, tới lượt mình đó. Con nói yếu xong giết bên kia. Quên đó. Tự nhiên tới anh là phải đi luôn á, tới em còn đang còn do dự. Mình làm gì đó, mình làm gì đó. Em chuẩn bị làm gì đó. Này đi. Em nhiều tính toán quá. Ủa, tao nghĩ xong chân trước rồi phải không? Tao bé mình không còn lợi nữa đâu. Ờ, biết rồi. Biết rồi. Không còn nạn thôi đâu. Không còn nạn thôi đâu. Lấy 3 xu. 3 xu vậy ta. Ok. Đúng nãy giờ mà. Em không phải là đốt, em lấy này. Ok. Nãy giờ mình canh hoài nó không được. Chán quá mà. Thôi. Công nhân lương thiện. Tay đầu. Tay đầu hả? Dạ. Thôi mình assassin. Giết mình á. Challenge. Challenge hả? Assassin! Mất hết đống tiền luôn. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Chứ đồng bắt được một đống tiền. Đống luôn nha. Giới thiệu là bạn. Mất luôn nguồn thu nhập của em. Bảy đô anh. Hai con đất. Đào á. Đước một cái đất, đất cái thằng này. Hai con dịch. Hai con dịch. Sorry nha, tại không có giết được đội. Ờ. Dạ. Cuối cùng mình cũng giết nhau. Ok, đi. Đây, phải không? Mình là đút. Mình lấy 3 xu. Ở đây mình bỏ 3 xu rồi đúng không? Bỏ xuống giết người. Mình challenge giết người á. Chào challenge phải đốt không? Đang suy nghĩ challenge là đốt á. Có phải là đốt không? Phải. Phải là lật đốt lên. Đúng rồi. Rồi, rồi. Rồi biến mất luôn. Xong phim luôn. Mất phim thôi nha. Người chơi ông mạng máy rồi. Nhau dữ quá. Bên đây thật thà lắm. Ờ. Thật thà. Ờ. Xạo ghê. Rồi đến lượt Khôi á. Lượt em hả? Còn ba đứa mình thôi à. Mình là team ăn bánh tráng không mọi người? Ok, em trả 1 đồng đổi team. Ờ,
Này con này còn lá đập đồ của chim hả? Ăn tiếp chim đội cuối cùng cũng vậy thôi. Kiểu cũng giết nhau thôi. Giết nhau. Dạ. Kiểu gì cũng giết nhau. Thế là đổi đỡ hơn bên không? Đỡ ra đi trước. Thì giờ mọi người sao kịch vào? Rồi anh bên đội đi cho ông giết anh. Nam gì nào? Còn mình còn mấy lá? Anh vẫn gọi là tiêu á. Mình cướp hai lá. Hai xu. Block hai chân. Block hai chân. Block. Block bằng con gì? Block bằng con gì? Block bằng con Inquisitor. Inquisitor hả? Yes. Inquisitor còn có con à? Thì nãy giờ cầm đầu game giờ mà cầm đầu game. Có đâu mấy đứa này chém gió quá. Thì đầu game sao vậy mọi người? Hồ đó là cần hồ lại là captain đó hả? Có mùi xạo nha. Ông lóc lóc lên cái gì đó. Ông bọn này có là captain không xạo. Nói đi. Coi, mình là Duke. Anh nghĩ là nên sao mình sẽ Duke mà số. Duke nữa hả? Duke đúng rồi, bỏ rồi mà. Đâu có đâu, mọi người sao vậy? Thì cho lên đi. Thì cho lên đi. Mới bỏ Duke rồi đúng không? Cho lên không? Cho lên không? Vẫn là Duke. Cho lên đi. Trời đất ơi. Em cho lên, cái gì cũng phải không? Ok. Phải không? Em cho lên. Đúng nữa. Xong, em về. What? Chào luôn thương những người sống hiện nằm cái anh. Rồi thôi anh chết rồi, 5 6 xu rồi sao sống? Sao mà sống vậy? Sao mà sống hùng em? Những con người làm tiền quá dữ. Thật thà nó vậy á, thật thà nhiều tiền vừa chết vừa sống sót. Người ta chết phát rồi. Thương 2 xu. Anh lắm. Bằng challenge. Challenge. Tao không chết rồi. Sao vậy? Tao không chết rồi. Yeah. Ok. Ok hai cái này luôn. Bạn là mấy người lớn tuổi thắng không ạ? Người lớn không bóng. May mắn thôi. Ông mà ông được cái Inquisitor với lại được con Duke đầu game cuối game mạnh bãi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video vừa qua, gameplay của cái game Coop. Game Coop là một game rất là hay nha các bạn. Rất là thú vị, các bạn thấy gameplay cũng rất là vui. Mọi người cũng có một thời gian rất là vui vẻ đúng không? Ai có cảm nghĩ gì về cái game này không? Em trước đi. Em không vui tại em thua hoài. Không vui. Chắc là phải chơi thêm vài lần nữa thì mình mới nắm được cái strategy của cái game. Còn mình thì thấy thực sự đây là một cái buổi chơi game rất là thú vị. Mình có thêm cái hiểu biết về một cái bộ môn game mới. Và rất là cảm ơn Vinh đã tổ chức cho anh em ở đây để cùng nhau giao lưu. Thì mình cảm nhận của Đạt thì game này những người biết nhau rất là vui. Nhưng mà không giết nhau cũng vui luôn. Đó. Nhưng mà chơi nhiều thì mình sẽ thấy, mình sẽ hiểu hơn thì mình sẽ chơi được còn vui hơn nữa. Mình thì nghĩ là mà các bạn không nên chơi tại vì các bạn phá hoại tình bạn cá nhân. Nghe thì mặc dù thua số nhưng mà thấy game rất là vui, đặc biệt là chơi đông người. Em thấy là nếu mà chơi đông người sẽ vui hơn, nếu khi mình chơi team á nó vui hơn nhiều, nhảy qua nhảy lại. Đá nhau. Lật mặt. Đúng rồi. Bánh xèo. Tim lật bánh cắn. Thì các bạn cũng thấy được là cái bộ game base này nữa thì nó có những cái chi tiết rất là limited đúng không? Rất là hạn chế. Nhưng mà khi mà add thêm cái bộ mở rộng này đó thì các bạn có thể thấy được là có team nè, có quyền lật mặt qua đội này, qua đội kia, bắt người kia qua đội này. Rồi cướp tiền của nhau, có nghĩa xem bài của nhau, nó có nhiều thứ mà nó làm cho cái game thêm phong phú. Vinh thì Vinh recommend và Vinh khuyên các bạn là nếu các bạn chơi Coop thì các bạn nên mua cả hai nha. Tại vì nó cũng không mắc. Hai cái game này thì cũng không mắc. Cho nên nếu các bạn có thể mua được thì mua cả hai thì cái cảm nhận khi mà chơi cái game này nó sẽ được thăng tiến hơn một xíu. Thì Vinh cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái game này nha. Thì nếu các bạn thích những cái content mà channel bỏ ra cho các bạn coi, chẳng hạn như gameplay, những cái game như vậy, thì các bạn xin nhấn nút subscribe cho channel nè, nhấn nút bell, nhấn nút like cho cái video này. Nếu có những câu hỏi hoặc thắc mắc gì đó thì các bạn cứ bỏ phần comment phía bên dưới thì nhóm sẽ trả lời cho các bạn nhé. Mình hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.